Dụ ngôn chấn động tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tháng cuối năm 2023 sẽ ra sao, may mắn, giàu có hay vận hạn thế nào? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi hàng tháng mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới vạn sự như ý, tài lộc hanh thông. Quý vị thân mến, cổ nhân nói, nhân sinh như mộng, kiếp người khó được, nhưng được rồi cũng không phải ai cũng tìm được cho mình một chân lý, một ý nghĩa chân chính để làm người. Có người thì một kiếp vương sầu, nỗi buồn đeo bám, nhưng cũng có người vạn sự nhẹ tựa như bông, sống đời thanh lạc, vui trọn kiếp người. Kỳ thực, sống kiếp nhân sinh, sướng khổ, buồn vui, tất cả cũng chỉ bởi tâm thái quyết định. Có những người sinh ra trong nghèo khó, nhưng trong tâm suốt ngày ủ rột, bi quan, than thân trách phận, không chịu vươn lên, để rồi cuối đời vẫn nghèo khó bần hàn. Có những người tuy không sinh ra trong gia cảnh giàu sang, đủ đầy, nhưng tâm thái luôn lạc quan, cố gắng và không ngừng nỗ lực mà được trời ban cho nhiều phước lành, nên đã vượt qua được mọi khó khăn và sớm tìm kiếm được cơ hội đổi đời, cuộc sống về sau sung túc hơn người, giàu sang đến cuối đời. Phật dạy rằng, có tâm ắt sẽ có phúc, người thiện tâm ắt hưởng phước lành, chỉ cần bạn luôn tích cực, lạc quan và nhìn vào khía cạnh tốt của mọi việc, sống đúng với lương tâm của mình, thì những điều tốt đẹp và phước lành sẽ đến với bạn. Tử vi học có nói, năm 2023 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đã phải nếm trải vô số những khó khăn, sóng gió, thậm chí là phải làm quần quật như trâu mới đủ ăn, đủ sống. Thế nhưng, bản mệnh tuổi Đinh Mùi lại tâm niệm rằng, chỉ cần vững tâm không lùi bước thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và quả thực ông trời không phụ lòng người, khi đúng tháng 12 âm lịch tới đây, tuổi Đinh Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống của con giáp này sẽ thăng hoa không ngờ, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận sẽ thăng hoa mỹ mãn, liên tục thu hái về trái ngọt. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết về tử vi tháng 12 âm của những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong tháng chạp này, bản mệnh sẽ gặp may mắn trên phương diện nào và cần phải lưu ý những gì để có thể xu cát tị hung, đón năm mới may mắn, bình an. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, ta hãy cùng điểm qua đôi nét về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi nhé. Người sinh năm Đinh Mùi mang mệnh thủy, tính cách họ cũng như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, song có phần ưa hoàn mỹ thái quá, nên dù chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho Đinh Mùi phiền não, suy nghĩ không thôi. Người này cần tìm cho mình người bạn đời có tính cách độc lập và quyết đoán để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Có thể nói, Đinh Mùi Thiên Hà Thủy là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè, nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành thuận lợi, tuy nhiên khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức, nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè đồng nghiệp của Đinh Mùi Thủy rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè, họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Vận đào hoa của người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy khá vượng, dù là nam hay nữ, thì cũng đều có sức quyến rũ rất lớn với người khác phái. Dù là người độc thân cũng sẽ có không ít người theo đuổi, chỉ là bản thân quyết định khi nào tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn mà thôi. Người có đôi tình cảm hai bên nồng nàn thắm thiết, song phải chú ý, bởi có thể xuất hiện nguy cơ người thứ ba xen vào giữa một quan hệ hai người. Song ngay cả khi ấy cũng không được dối mà phải bình tâm tĩnh khí, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Đứng ở góc độ đối phương để hiểu tình hình trước khi xét đoán, những phiền não và rắc rối sẽ mau chóng được giải quyết. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên chú ý giữ gìn khi mùa đông đến, tiết trời lạnh lẽo có thể khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật. Trong cuộc sống hàng ngày cũng cần chú ý đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý và khoa học. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại.
Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy không được tốt lắm về đường tài lộc, song cũng chớ nên quá lo lắng. Dù điều kiện kinh tế có không được bằng người, nhưng tất sẽ có quý nhân tương trợ, có một khoản tiền về tay. Ngoài ra bản mệnh nên xem xét mua những đồ có giá trị hoặc đầu tư tiền bạc vào bất động sản, nguy cơ hao tài tốn của sẽ giảm bớt phần nào. Năm 2023, tuổi Đinh Mùi 1967 mang mệnh thủy, gặp năm Quý Mão mệnh kim là tương sinh rất tốt, thiên can Đinh gặp quý là tương khắc, địa chi Mùi gặp Mão là tam hợp. Do đó năm 2023 là năm rất tốt đối với gia chủ Đinh Mùi 1967, 57 tuổi âm lịch, đem đến cuộc sống bình an, công việc biến động mang đến cơ hội thu nhập phụ khá tốt. Tuy nhiên, khi xem tử vi tháng 12 năm 2023, tuổi Đinh Mùi gặp cục diện tương xung thái tuế, bởi vậy nên vận trình trong tháng 12 được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng bên cạnh đó vẫn luôn có cơ hội cho con giáp này trở mình, chỉ cần nắm chắc được vận trình của mình, thì vận may sẽ liên tiếp ùn ùn kéo tới, nổ lộc phát tài ngay đúng thời điểm nguy nan nhất, đổi đời giàu có, hốt chọn lộc trời, 10 phân vẹn 10 cô bác nhé. Năm cũ sắp qua đi, thời điểm tháng 12 tới đây sẽ tràn đầy hy vọng. Nếu bản mệnh chú ý lắng nghe hết luận giải được các thầy tử vi luận giải dưới đây, bao gồm các phần chính như sau. 1. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch. 2. Tử vi sự nghiệp. 3. Tử vi tài lộc. 4. Tử vi sức khỏe. 5. Tử vi tình duyên gia đạo. 6. Cách cải vận trong tháng 12 âm lịch. 7. Tuổi Sông Đất và hướng xuất hành năm 2024 cho tuổi Đinh Mùi. 8. Mẹo phong thủy đơn giản giúp thu hút may mắn và tài lộc cho tuổi Đinh Mùi hóa giải vận hạn đầu năm 2024. 9. Nhân sinh cảm ngộ. Đầu tiên, chúng ta xét tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 12 âm lịch 2023. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Đinh Mùi âm lịch, người tuổi Đinh Mùi phải đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này bởi tác động của quá nhiều hung tinh. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó, luôn quyết tâm, kiên trì trong mọi việc thì mới có thể suôn sẻ vượt qua. Sự nghiệp của bản mệnh không tiến triển suôn sẻ, do cục diện tương xung ảnh hưởng, bạn đặt cái tôi của mình lên quá cao, lại thường xuyên chủ quan, nên dễ vướng phải tranh chấp thị phi với người khác, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng lại vừa tác động không tốt tới các mối quan hệ. Đại hao ngáng trở vận trình tài lộc của bản mệnh, khiến công cuộc kiếm tiền vốn đã khó khăn lại càng trở nên bế tắc hơn. Hãy cẩn thận vì khoảng thời gian này bạn dễ đầu tư sai lầm, chi tiêu tốn kém cho những việc không cần thiết, khiến túi tiền mỏng đi trông thấy. Phương diện tình cảm cũng khá trầm lắng, bởi cục diện tương hình, bản mệnh nên hạn chế tranh cãi với nửa kia của mình, khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng, đừng nói nặng lời khi đôi bên đều đang căng thẳng, bởi hai người có thể sẽ có những hành động gây hối tiếc về sau. Phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi không nên chủ quan, hạn chế việc ăn nhậu quá thường xuyên, vì nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, mà công việc của cô bác cũng không được tập trung để xử lý vấn đề. Đặc biệt khi tham gia giao thông thì tuyệt đối không uống rượu bia, hãy biết cách từ chối khéo để không bị mất tiền và tổn hại tới sức khỏe của mình cô bác nhé. Cẩm nang vượng vận tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy, khẩu quyết, đưa ra những quyết định vội vàng, đầu tư không chính xác gây hao tài, bản mệnh hãy trân trọng những gì mà mình đang có, chớ tổn thương người thân thiết. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, trắng, xanh. 2. Tử vi sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi tháng 12 năm 2023. Chia buồn với người tuổi Đinh Mùi vì sự nghiệp của bản mệnh sẽ không phát triển được như ý muốn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ cũng không mấy yên bình bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò, tọc mạch chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực, tập trung vào nhiệm vụ của bản thân thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Đinh Mùi âm lịch để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên bạn hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu.
3. Tử vi tài lộc, tuổi Đinh Mùi tháng 12 năm 2023. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi cũng chẳng khá khẩm hơn, dù đã bước vào thời điểm cuối năm. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác, vì vậy việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp, thị phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa, chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết, nếu không vừa mất tiền bạc vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Đại hao cho thấy, bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường, kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. 4. Tử vi sức khỏe, tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch năm 2023. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng trong tháng này. Mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu đấy, con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm việc tiệc tùng, xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng, khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. 5. Tử vi tình duyên, tuổi Đinh Mùi tháng 12 năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Đinh Mùi âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Mùi cũng là những nốt trầm buồn trong tháng này. Những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến, khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bạn cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận, rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn cãi cọ với nửa kia, khiến bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua, có thể bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên đã lâu. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có, điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp vặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bạn cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò mò, tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. 6. Cách cải biến vận mệnh trong tháng 12 âm lịch 2023. Thứ nhất, chọn tuổi hợp làm ăn. Tuổi Đinh Mùi hợp với tuổi Ngọ là quan hệ lục hợp, quan hệ hợp thứ hai là tuổi Mão, tuổi Mùi. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện. Vạn sự hanh thông, người tuổi Đinh Mùi kỵ nhất là tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Thứ hai, hướng phong thủy. Nam mệnh Đinh Mùi hợp, hướng Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, những hướng này cực tốt, mang tới nguồn vượng khí cho cả gia đình. Phát triển thịnh vượng, tiền bạc dư giả, con cái đông đúc, học hành thành đạt, gia đình thuận hòa, tuổi thọ kéo dài, tốt lành lâu dài. Nữ mệnh tuổi Đinh Mùi hợp hướng, hướng Đông, hướng Bắc, hai hướng này là một trong những hướng tốt nhất với bạn. Gia đình làm ăn thịnh vượng, giàu có, sự nghiệp phát đạt, thường giữ chức vị cao, con cháu giỏi giang, thành danh gia đình hạnh phúc. Thứ ba, màu sắc phong thủy may mắn. Màu tương sinh, kim, màu trắng, xám, màu bản mệnh, thủy, màu đen, xanh dương, màu kém may mắn, mộc, màu xanh lá, màu khắc mệnh, thổ, hỏa, màu nâu, vàng, màu đỏ, cam, hồng, tím. Ngoài ra, màu sắc hợp mệnh nếu được áp dụng trong quá trình mua xe, phối màu trong phong thủy, nhà cửa, ăn mặc, sẽ giúp tăng sinh khí, tài vận may mắn. Ngoài ra, màu sắc còn có thể dùng để hạn chế sự tương khắc trong phong thủy của tuổi bạn. Thứ 4. Sử dụng Phật bản mệnh. Phật bản mệnh, hay còn được gọi là Phật độ mệnh, Phật hộ thân hay Phật bình an, gồm có 8 vị Phật làm tôn chủ, quản lý 12 con giáp.
Mỗi con giáp lại tương ứng với mệnh mỗi người khi sinh ra, chính vì vậy, mỗi người sẽ đều có Phật độ mệnh riêng, đi theo và phù hộ độ chỉ. Với người tuổi Mùi nói chung và tuổi Đinh Mùi nói riêng, Phật bản mệnh của tuổi này là Đại Nhật Như Lai, tuổi này là người hiền lành, có tấm lòng nhân ái, bình thản trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có, nhưng thực ra bất cứ ai cũng có nỗi khổ riêng, nội tâm gợn sóng, lúc nào cũng hy vọng thành công, khát vọng, tình yêu, tham vọng của cải. Người này nhiệt tình, nhân duyên rộng rãi, cá tính mạnh, nhưng vì cố chấp mà đưa ra quyết định sai lầm. Bản thân lại khá bi quan, nên tâm tình không mấy vui vẻ. Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho quang minh, ánh sáng của chân lý, dung hợp được tính nết của người tuổi Đinh Mùi. Đeo bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai sẽ khiến tuổi Đinh Mùi giảm thiểu tâm tình tiêu cực, tăng cường năng lực phán đoán, hạ thấp tính cố chấp. Bản mệnh Phật của người tuổi Đinh Mùi là thánh vật phong thủy, có ý nghĩa cát tường, giúp bạn may mắn tốt lành, giảm bớt xui rủi, đạt được nguyện vọng. 7. Chọn tuổi Sông Nhà năm mới 2024 cho cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Quý cô bác thân mến, chọn tuổi Sông Đất, tuổi Sông Nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi Sông Đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Sau đây là những tuổi tốt để Sông Đất trong năm mới, giúp cô bác đón tài, rước lộc về nhà, xin mời cô bác cùng tham khảo. Kỷ Hợi 1959, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Nhâm Ngọ 2002, tốt, Canh Thân 1980, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Tân Dậu 1981, khá, Nhâm Thân 1992, khá. Các tuổi Sông Đất xấu với người tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Đinh Mùi 1967, Giáp Dần 1974, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Quý Hợi 1983, Bính Dần 1986, Tân Mùi 1991, Đinh Mùi 1967, Bính Thìn 1976. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để đi Sông Đất đầu năm. Như đã biết, tục Sông Đất, Sông Nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ Sông Đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để Sông Đất, Sông Nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay Sông Đất, Sông Nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi Sông Đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi Sông Đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi Sông Đất hoặc nhờ người tới Sông Đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn,
giúp Đinh Mùi gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. 8. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm chất hóa độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Thứ ba, mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài. Vì rất dễ làm, thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm, cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. 9. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên thực tế, cuộc sống không phải lúc nào cũng cần kinh thiên động địa, bởi vì dù chỉ một điều nhỏ bé yêu thương trong tim cũng đủ để tồn tại qua năm tháng dài. Thứ nhất, có một cuốn sách bên gối. Tôi không biết bạn có để ý rằng nhiều rắc rối trong cuộc sống chỉ là do bạn đọc quá ít và suy nghĩ quá nhiều hay không. Hãy đọc nhiều sách hơn khi có thời gian. Việc đọc sách là một thanh kiếm có thể chống chọi lại những rủi ro trên thế giới. Nó là một thực hành cuộc sống dẫn đến hy vọng. Đọc những cuốn sách hay giúp bạn có thể nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thế giới và nhìn thấy chính mình. Khi bạn có tầm nhìn rộng hơn, bạn sẽ hiểu rằng chỉ có những kẻ tầm thường sẽ tự làm phiền mình. Bạn sẽ có thể đối phó với những điều không vừa ý trong cuộc sống với sự tự tin lớn nhất. Bạn phải tin rằng sự dồi dào của tinh thần tốt hơn sự hào nhoáng của thế giới. Mỗi cuốn sách bạn đọc sẽ trở thành một phần của trí óc và cơ thể bạn. Thứ hai, không có bệnh trên cơ thể. Nếu đọc sách là giá trị của việc đầu tư vào tri thức, thì
thì theo đuổi sức khỏe chính là giá trị của việc đầu tư vào cơ thể. Không có thân thể khỏe mạnh thì lấy gì mà già đi cùng bạn đời, che mưa che nắng cho con cái, cùng cha mẹ trải qua những năm tháng tuổi xế chiều, còn lấy gì để cùng người khác chinh chiến nửa cuối đời. Nhà văn nổi tiếng Ma Bo Rong đã viết, dù bạn có rảnh rỗi đến đâu, xin đừng quên luôn có một ông chủ ở trên đầu bạn, tên của ông chủ là sức khỏe. Bề ngoài ông chủ này tốt bụng và rộng lượng, dù bạn cố ý, chỉ trích nặng nề, nhưng chỉ cần một nụ cười ông chủ sẽ bỏ qua hết, song ông chủ cũng là một người nghiêm khắc. Bất kỳ sự thiếu tôn trọng và bỏ mặc nào, dù chỉ là vấn đề nhỏ, ông chủ sẽ không để yên, chỉ cần sức khỏe còn, thì dù có ngã xuống vách núi, vũng lầy cũng có thể trở lại. Hao tổn sức khỏe thì dù có tiền bạc của cải cũng chẳng ích lợi gì, dù một người đi bao xa, dù bay cao bao nhiêu, sức khỏe vẫn là khoản đầu tư đáng giá nhất trong cuộc đời này. Thứ ba, những người bạn thực sự. Có một câu nói cổ rằng, thành công hay thất bại của việc đứng lên phụ thuộc vào những gì bạn nhận được. Trong thế giới rộng lớn này, nếu có thể kết bạn với người cùng tam quan, gặp được những người bạn cùng chí hướng là điều may mắn. Kết bạn tốt, cuộc sống cũng sẽ lợi ích vô hạn. Câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đã thành cái lệ. Chính là để nói tới việc ở gần người như thế nào thì sẽ trở thành người thế ấy. Kết giao với người thành thật nghiêm túc, tất nhận được nhiều sự động viên, giúp đỡ trên đường đời. Kết giao với người thông minh, sáng sủa, trong mịt mù đêm tối, sẽ có người chỉ cho bạn thấy lối ra. Kết giao với người ấm áp, tươi vui, bạn cũng sẽ luôn lạc quan và cởi mở, dù cho có phải đối mặt với khó khăn. Thứ 4. Sống trong tình yêu thương. Một số người nói rằng tất cả chúng ta đều háo hức sử dụng ý chí của chính mình làm trục để tìm ra con đường chúng ta muốn đi trong cuộc sống này. Con người ta tưởng chừng như muốn tìm kiếm rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại chỉ là tìm kiếm tình yêu trong trái tim mình. Đam mê là gì? Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đó là những gì bạn thích và muốn làm. Nhưng nó có một đặc điểm quan trọng hơn, đó là sự sẵn lòng, tôi sẵn sàng trả giá cho nó, sẵn sàng chịu đựng thất bại và cũng sẵn sàng chấp nhận mọi đau đớn và mệt mỏi trên con đường theo đuổi. Điều hạnh phúc nhất của một người có lẽ là được sống trong tình yêu thương. Ở một khía cạnh nào đó, tình yêu giống như một ngọn hải đăng trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn lạc lối và mệt mỏi, ít nhất trong lòng bạn vẫn còn hy vọng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, trong tim bạn vẫn có một lực lượng hỗ trợ, khiến bạn không muốn từ bỏ. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.